Nhược hữu chúng sanh, thầu thiết thường trú tài vật, cốc mễ ẩm thực y phục, nãi chí nhất vật nhất dữ thủ giả, đường đọa vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Tội của đoạn này tạo nên dễ dàng nhất. Vì sao tạo nên? Vì ngu muội vô tri, không biết thương tiếc vật của thường trú, không biết tiết kiệm. Tạo tác tội này, vật của thường trú không thương tiếc, bởi vì nó đến quá dễ dàng, mặc tình mà phung phí. Đây là tạo tội. Suốt ngày trong vô ý thì tạo nên nhiều tội nghiệp, tự mình không hay không biết. Đây là ngu muội vô tri đáng thương. Chẳng thể nói mình không biết là không có tội, không biết thì không có tội. Vì tốt nhất chúng ta không cần đi học nữa. Vì sao? Phạm pháp là vì tôi không biết pháp luật, không nên buộc tội tôi. Không có đạo lý này. Không biết vẫn phải buộc tội, vẫn phải thọ quả báo như nhau. Việc này hết sức đáng sợ. Phần chú giải của Thánh Nhất Pháp Sư tuy đơn giản, chú giải không nhiều, chỗ quan trọng ông đều nói ra hết. Hy vọng quý vị tỉ mỉ để xem, đề cao cảnh giác, đừng nên tạo tội địa ngục. Địa Tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, nhược hữu chúng sanh, tác như thị tội, đường đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm đình khổ, nhất niệm bất đắc. Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này kết luận, tạo tác các thứ tội nghiệp chỗ nói phía trước, chẳng có một ai tránh miễn được, nhất định đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Phía dưới Ma Già Phu Nhân thỉnh giới Địa Tạng Bồ Tát, cái gì là vô gián địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát đem trạng huống của địa ngục giới thiệu một cách đơn giản, tốt yếu nhất, nói rõ chân tướng của địa ngục. Đoạn kinh văn này quý vị đồng tu có thể tự xem, mãi cho đến hết phần kinh văn phẩm thứ ba đều là nói trạng huống của địa ngục vô gián, đánh thức tâm cảnh giác của chúng ta chớ tạo tội nghiệp. Cũng có một số người đọc xong kinh này thì hoài nghi. Hạng người nào hoài nghi? Vào hai mươi mấy năm trước đây, dân quốc năm thứ 56, Huệ Liên Pháp Sư có mời tôi đến Đài Bắc giảng kinh. Có một hôm khi tôi giảng xong, đại chúng đều ra về hết, thì có vài vị Pháp Sư ở đó uống trà. Trong nhóm có một Pháp Sư nêu ra, ông nói trong kinh nói đến địa ngục, hỏi tôi: "Thưa Pháp Sư, đó có phải thật không? Ngài tin hay không?" "Đó là Phật gạt người, hù người ta đó, không phải thật. Đây là lời nói của kẻ xuất gia, anh bảo có đáng sợ không chứ?" "Kỳ thật, sự việc là thật là giả, nói một cách thật tại, đó quyết định là thật. Làm sao biết đó là thật? Phật trong Đại Kinh đem nguyên lý nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ban ngày làm việc ác thì ban đêm nằm thấy ác mộng. Ác mộng rốt cuộc là thật hay là giả? Một người trọn đời không làm việc trái lương tâm thì tuyệt đối không thể nằm thấy ác mộng. Đây đều là sự thật. Ban đêm nằm mộng thấy ác mộng thì sau khi chết, cảnh mộng đó tức là địa ngục. Đây là từ trên lý mà nói. Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng có hay là không? Tướng thật có, tướng không phải giả, là thật có. Tuy là hư vọng, nhưng ta nào có biết đó là hư vọng? Vẫn phải thọ khổ báo như nhau. Giống như nằm mộng, mộng là giả, nhưng khi đang nằm mộng vẫn chẳng biết mộng là giả. Mộng thấy cọp sắp đến ăn thịt mình, sợ run rẩy đến toát cả mồ hôi lạnh. Nếu biết cọp trong mộng đó là cọp giả, người cũng giả, thì liền phát từ bi tâm, đút cho nó ăn, cúng dường cho nó,
biết được chân tướng thì khác hẳn. Chẳng biết là giả, cho nên trạng huống khổ sở của địa ngục thì như trong kinh hình dung đó, quyết chẳng có khác biệt. Quyết định chẳng biết cái tướng là vọng tướng, cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, ngày ngày đều nằm mộng. Tại sao chẳng nằm thấy mộng đẹp? Hà tất ngày ngày phải nằm thấy ác mộng chứ? Hà huống cảnh giới nếu muốn chuyển biến trở lại, thật tại nào phải một việc dễ dàng. Cũng tức là trong Phật môn thường nói phá mê khai ngộ, đó chẳng phải việc đơn giản. Cái gì là mê? Khởi tâm động niệm tức là mê. Không khởi tâm động niệm vẫn là mê. Khởi tâm động niệm là tà kiến, không khởi tâm động niệm là vô minh. Đến ngày nào đó thật sự đem tà kiến vô minh đều dứt sạch, lúc bây giờ mới thật sự giác ngộ. Đây chẳng phải là một việc dễ dàng. Trước kia giảng kinh nói pháp là độ học trò tiểu học, độ giới ấu trĩ vô tri. Khi thật sự phá mê khai ngộ rồi, đó là Phật pháp cao đẳng. Phật pháp cao đẳng thì là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nhờ vào giảng kinh nói pháp để đạt đến cảnh giới này, trong số vạn ức người khó có được một người. Đây là thật. Muốn khế nhập cảnh giới này, phương pháp cũng chẳng ít. Tham thiền là phương pháp, niệm Phật cũng là phương pháp. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì là khai ngộ. Vọng tưởng chấp trước hai bên đều thoát khỏi rồi. Lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn vẫn chẳng có lìa khỏi. Sự nhất tâm bất loạn là được định, còn lý nhất tâm bất loạn là khai tuệ. Diêm phù chúng sanh nghiệp cảm phẩm đệ tứ. Phẩm này nói về chúng sanh của thế giới này, trạng huống mê hoặc điên đảo tạo nghiệp. Kinh văn vừa mở đầu là chỗ để cho chúng ta học tập. Địa Tạng Bồ Tát không luận là từ trên lý, từ trên sự mà nói, đều là chứng được cứu cánh viên mãn. Nhưng ngày hôm nay, vai trò Ngài đang trình diễn trên sân khấu là Bồ Tát. Đóng vai gì thì phải giống vai đó, thì vở tuồng mới diễn được hay và viên mãn. Trong thân phận địa vị của chính Ngài, chỗ hiển thị là khiêm tốn cung kính. Điều này chúng ta phải học tập. Trí tuệ, đức hạnh, thần thông năng lực của Ngài cùng chư Phật Như Lai quyết chẳng có khác biệt. Tuy nhiên ở chỗ này Ngài kể rằng Ngài có năng lực giáo hóa chúng sanh là nhờ Phật oai thần gia trì. Đây là lời khiêm tốn, khách sáo. Cùng trên phần của chúng sanh chẳng có sai khác. Chúng ta ngày nay là phàm phu, phiền não tập khí một tí cũng chưa dứt. Chúng ta gặp được bộ đại kinh bất khả tư nghị này, còn biết được vài phần ý nghĩa trong đó, có thể nói, có thể nghe, đây quả thật là Phật Bồ Tát Tam Bảo Oai Thần gia trì. Đúng là gia trì chứ chẳng phải khách sáo. Tôi ở trên đài nói pháp, quý vị có thể nghe, nghe rất hoan hỷ, cũng là Phật Bồ Tát gia trì. Nếu như chẳng có Phật Bồ Tát gia trì thì làm sao nghe hiểu được, làm sao nghe được hoan hỷ? Đây là sự thật. Tuy nhiên Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này nói đó là lời khách sáo, thể hiện dạy bảo chúng ta, cho nên giống như loại kinh văn này phải từ chỗ này để thể hội. Phía dưới có một đoạn là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với Địa Tạng Bồ Tát, nói rõ chân tướng của chúng sanh trong thế gian hiện tiền của chúng ta. Chúng ta ở tại thế gian này đang làm những gì? Tại sao đến thế gian này? Có ai đã từng bình tĩnh nghĩ đến chăng? Ta ra đời ở thế gian này, tại sao lại đến thế gian này? Ta rốt cuộc đến để làm gì?
có đồng tu nào tự mình bình tĩnh để phản tỉnh chăng? Nếu có thể truy cứu trên vấn đề này thì dần dần có thể khai ngộ. Nhĩ thời Phật giáo Địa Tạng Bồ Tát nhất thiết chúng sanh vị giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả, vi thiện vi ác, trục cảnh nhi sanh, luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hưu tức, động kinh trần kiếp, mê hoặc chướng nạn. Nhĩ thời Phật giáo Địa Tạng Bồ Tát nhất thiết chúng sanh vị giải thoát giả. Vị giải thoát giả tức là phàm phu, tức là chúng sanh trong lục đạo chưa được giải thoát. A-la-hán mới có được giải thoát, siêu việt tam giới. Chỗ này chỉ cho lục đạo chúng sanh, tánh thức vô định. Tánh thức phải dùng cách thô thiển mà nói, tức là tánh tình bất định. Tánh đã biến thành thức thì đó là bất định. Ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả. Tập là tập khí. Cổ thánh Trung Quốc Mạnh Tử nói tánh thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mạnh Tử chủ trương, Tuân Tử chủ trương tánh ác, nói tánh con người là ác, chẳng phải thiện. Cách nói của hai vị này đều có đạo lý, quả thật có lý luận, có sự thật để y cứ. Tuy nhiên, đều là nghiêng ở một bên. Đây là tiểu thừa, chẳng phải đại thừa. Đại thừa mới có thể đem chân tướng sự thật nhìn được rất rõ ràng, rất viên mãn. Khổng Tử là đại thừa. Khổng Tử trong Luận Ngữ đã hai lần nói đến, Ngài không có nói tánh thiện và tánh ác, mà Ngài nói tánh tương cận, tập tương viễn. Cách nói này thật là cao minh. Tôi tin rằng mọi người đều nghĩ gần như vậy. Tại sao có thể trở thành thiện ác, tập khí? Khoảng cách như vậy mới càng kéo thì càng xa. Còn tánh, Khổng Tử nói đó là bản tánh, Mạnh Tử, Tuân Tử nói đó là tập tánh. Cái này thì là khác hẳn. Thức tánh vô định là tập tánh. Tập tánh ác thì tạo nghiệp, thì phải thọ ác báo. Tập tánh thiện nhất định được cái thiện của thiện quả. Vi thiện vi ác, trục cảnh nhi sanh, luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hưu tức. Đây là chân tướng của lục đạo chúng sanh. Chúng ta ở trong lục đạo là làm những việc này. Tại sao có thể làm thiện làm ác? Cùng với hoàn cảnh có liên quan. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Đây tức là tại sao phải chú trọng phong thủy. Hiện nay người ngoại quốc cũng coi trọng vấn đề phong thủy. Phong thủy của Trung Quốc đã truyền đến ngoại quốc. Phong thủy rốt cuộc là có hay là không? Quả thật là có. Phong thủy tức là hoàn cảnh cư trú. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần cùng với phẩm chất của đời sống. Đương nhiên phải coi trọng. Tuy nhiên nếu hết lòng chú trọng phong thủy thì lại sai mất. Sai ở chỗ nào? Phật nói rất hay, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm tùy cảnh chuyển là phàm phu. Phàm phu tâm của họ là theo cảnh mà chuyển. Cho nên chú trọng phong thủy, chú trọng hoàn cảnh cư trú. Còn thánh nhân thì cảnh tùy tâm chuyển, không chú trọng phong thủy, tâm địa họ thanh tịnh, đi đến đâu đều là phong thủy tốt cả. Vì sao? Vì cảnh giới không chuyển nổi họ, trái lại họ chuyển cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nhược năng chuyển cảnh tất đồng Như Lai. Thế nào mới là phong thủy tốt? Hoàn cảnh chúng ta cư trú, hoàn cảnh có thể khiến cho thân tâm chúng ta tự tại vui sướng, đó tức là phong thủy tốt. Nếu như hoàn cảnh đang ở đó suốt ngày cứ cảm thấy rất bực dọc, cảm thấy không tự tại, thì hoàn cảnh này cần phải cải thiện thêm.
Còn có một điều quý vị nên hiểu rõ, tâm của mỗi một người nhiễm tịnh thiện ác khác nhau, bởi thế cho nên tiêu chuẩn của hoàn cảnh cũng khác nhau. Anh A ở tại chỗ này phong thủy không tốt, việc gì cũng đều không thuận lợi, mà đổi sang anh B cũng ở tại nơi đây thì cái gì cũng tốt cả, cái gì cũng đều thuận lợi cả. Cho nên mạng con người khác nhau, hoàn cảnh của người Trung Quốc ở, người ngoại quốc đến ở không quen, hoàn cảnh của người ngoại quốc ở thì người Trung Quốc cũng cảm thấy không quen. Đây là tâm con người nhiễm tịnh thiện ác khác nhau. Bởi thế cho nên phong thủy chẳng phải cố định, do người mà khác biệt. Tôi nói sự thật với quý vị là thật có, đừng nên bị kẻ xem phong thủy lừa gạt. Người bị lừa gạt rất nhiều, họ sửa đổi phong thủy cho anh đặng phát tài, đặng thăng quan, chẳng có việc này. Cho nên làm thiện làm ác theo cảnh mà sanh. Nói đến câu nói này, ngày nay có những hiện tượng khiến người phải kinh sợ. Một việc khiến người phải lo âu nhất đó là tivi. Đây quả thật khiến người phải lo âu. Tiết mục từ trên tivi truyền phát ra, các em nhỏ sau khi xem rồi, từ trong tiểu A Lại Gia thức rơi vào ấn tượng, tương lai muốn đem tập khí ác này tẩy sạch, đó chẳng phải là việc dễ dàng. Điều này đáng làm cho người đời phải lo âu. Vi thiện vi ác, trục cảnh nhi sanh. Xem đến câu này quả thật khiến cho tâm kinh sợ đến tột độ. Phía dưới nói về quả báo, luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hữu tức, động kinh, trần kiếp, mê hoặc chướng nạn. Ngũ đạo tức là lục đạo, phía dưới là lấy tỷ dụ để nói. Tỷ dụ này dễ hiểu, như ngư du võng, tương thị trường lưu, thoát nhập tạm xuất, hữu phục tao võng, dĩ thị đẳng bối, ngô đường ưu niệm, nhữ ký tất thị vãng nguyện, lũy kiếp trọng thể, quảng độ tội bối, ngô phục hà lữ. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát, danh định tự tại vương bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát lũy kiếp dĩ lai, các phát hà nguyện, kim mong Thế Tôn ân cần tán thán, duy nguyện Thế Tôn lược chi thuyết chi. Nhĩ thời Thế Tôn cáo định tự tại vương Bồ Tát, đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đường vị nhữ phân biệt giải thuyết. Phật đối với chúng sanh mê hoặc tạo nghiệp thọ báo, thường thường niệm ở trong tâm, thường hay biểu hiện nơi trong hành vi, để giúp cho nhóm chúng sanh này, cứu trợ nhóm chúng sanh này. Những chúng sanh nào được độ là phải chịu nghe lời, chịu nghe khuyến cáo, những người này mới được độ. Không chịu nghe lời, không chịu nghe khuyến cáo, bề ngoài làm theo, bên trong thì chống lại, tất nhiên vẫn là đọa lạc. Phật nói đến chỗ này, trong pháp hội có một vị định tự tại vương Bồ Tát, ngài nghe Phật nói pháp hết sức cảm động, cũng thay mặt cho chúng ta nêu ra câu hỏi để thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay, nguyện vọng của ngài là gì? Hôm nay tại trong đại hội thù thắng này, được Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán khen thưởng, cầu Phật đem sự thật vì chúng ta nói rõ. Phật mỗi lần nói pháp đều dặn dò đại chúng phải đế thính, thiện tư niệm chi. Hai câu nói này chúng ta nơi kinh điển thấy rất nhiều, ý nghĩa hết sức sâu. Chữ đế là tỉ mỉ, kỹ lưỡng, anh phải nghe cho kỹ lưỡng, phải dụng tâm để nghe. Nếu chỉ nghe tiếng nói rõ ràng, đây chẳng phải đế thính. Phải đem ý nghĩa nghe hiểu, thật sự hiểu rõ ý của Phật,
Nhiên hậu lại hồi quang phản chiếu, nghĩ lại mình có phạm lỗi này hay không, có đầy đủ những thiện hạnh này không. Nếu như có lỗi lầm thì lập tức sửa đổi được, nếu như thiện hạnh chưa làm được thì khích lệ mình nỗ lực đi học tập. Đây tức là thiện tư niệm chi. Nghe pháp có được lợi ích hay không, hai câu nói này là then chốt vô cùng quan trọng. Nãi vãng quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, nhĩ thờ hữu Phật hiệu nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biên trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn kỳ Phật thọ mạng lục vạn kiếp. Đoạn này lại nói đến sự thật của Địa Tạng Bồ Tát tại trong nhân địa tu hành phát nguyện. Đây là kiếp quá khứ lâu xa về trước, tại thời đại của nhất thiết trí thành tựu Phật, thọ mạng của Phật dài, chứng minh chúng sanh ở thế gian có phước báo. Vị Phật này trụ thế 60000 kiếp, có thể thấy thọ mạng của Phật và thọ mạng của con người đại để là tương đồng. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm về trước xuất hiện tại Ấn Độ, ngài thị hiện thọ mạng là 80 tuổi, cùng thế gian chúng ta bình quân tuổi thọ không sai biệt lắm. Người thọ mạng dài phước báo lớn, thọ mạng ngắn thì chẳng có phước. Vị xuất gia thời vi tiểu quốc vương giữ nhất lân quốc, vi hữu đồng hành thập thiện nhiều ít chúng sanh. Trong thời đại ấy, vị xuất gia thời vi tiểu quốc vương giữ nhất lân quốc vương vi hữu đồng hành thập thiện nhiều ít chúng sanh. Đây là kể lại Bồ Tát tại trong nhân địa với thân phận của quốc vương. Chúng ta trong kinh Phổ Môn Phẩm, kinh Lăng Nghiêm, nơi Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn đều có thể thấy, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng, nên lấy thân gì được độ thì họ thị hiện thân ấy. Nơi đây Bồ Tát thị hiện thân phận quốc vương là tiểu quốc vương, chẳng phải đại quốc vương. Quốc vương của nước lân cận là bạn, họ chí đồng đạo hiệp, đều là lấy thập thiện để giáo hóa chúng sanh. Thập thiện là nguyên tắc của họ để thực hiện biện pháp chánh trị, lấy đây làm nguyên tắc. Kỳ lân quốc nội sở hữu nhân dân đa tạo chúng ác, nhị vương nghĩ kế quản thiết phương tiện, nhất vương phát nguyện tạo thành Phật đạo đường độ thị bối, linh sử vô dư, nhất vương phát nguyện nhược bất tiên độ tội khổ, linh thị an lạc đắc chí bồ đề, ngã chung vị nguyện nguyện thành Phật. Phật cáo định tự tại vương Bồ Tát, nhất vương phát nguyện tạo thành Phật giả, tức nhất thiết trí thành tựu Như Lai thị. Nhất vương phát nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh, vị nguyện thành Phật giả, tức Địa Tạng Bồ Tát thị. Hai vị quốc vương này đều là vì giúp đỡ nhóm chúng sanh khổ nạn này. Tuy nhiên, nguyện vọng của hai vị này cách thực hiện thì khác nhau. Một vị là chính tôi phải thành Phật trước, thành Phật rồi sau đó tôi lại đi độ họ. Một vị là trước tiên tôi phải độ họ, không độ hết thì tôi không thành Phật. Hai vị đều là từ bi như nhau, tuy nhiên chí nguyện và thủ đoạn khác nhau. Một vị là trí thành tựu Như Lai, vị này đã thành Phật rồi. Còn một vị là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là trước độ chúng sanh sau mới thành Phật, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là kể lại việc này là khẩn yếu. Tuy nhiên quý vị cần phải biết một sự thật, giả như chính mình chẳng có năng lực thật sự, anh cũng phát cái nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, chúng sanh chưa thành Phật thì tôi không thành Phật.
tôi đời đời kiếp kiếp phát nguyện, kiếp sau vẫn phải làm Phật sự, vẫn phải giảng kinh nói pháp để độ chúng sanh. Vấn đề là kiếp sau anh có thể được thân người hay là không? Đây là sự thật. Tự mình phải thật sự kiểm điểm tâm hành của chính mình, có chắc chắn kiếp sau lại được thân người nữa hay không? Nếu kiếp sau lại được thân người, ngũ giới thập thiện ít nhất phải đạt được 80 điểm mới chắc chắn được thân người. Nếu chỉ có 60 điểm thì vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nếu tự mình cho điểm cho mình thì không tin cậy được. Có lẽ vua Diêm La không thừa nhận. Tự mình được 80 điểm, vua Diêm La vừa nhìn thấy thì giảm bớt chỉ còn 60 điểm. Miễn cưỡng vẫn được thân người, thật chẳng phải dễ dàng lắm. Cho nên phải học Địa Tạng Bồ Tát, bắt chước Địa Tạng Bồ Tát. Làm thế nào mới thật sự làm được một cách vững vàng? Trước hết, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đến được Cực Lạc Thế Giới thì chào A-di-đà Phật, đem nguyện vọng của mình hướng về A-di-đà Phật báo cáo. Nhờ A-di-đà Phật oai thần gia trì, lại đi đến mười phương thế giới độ hóa chúng sanh. Chúng sanh không thành Phật thì mình cũng không thành Phật. A-di-đà Phật ở sau sân khấu bảo vệ cho anh. Đây thì là tin cậy được. Đây mới thật sự chắc chắn. Bằng vào tự mình thì không chắc chắn. Tôi nói với quý vị, đó là lời lão thật. 48 nguyện thì có lẽ có người âu lo, phải đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới học bao lâu tôi mới có thể ra ngoài. Khi nãy đã nói qua với quý vị, chỉ cần chào A Di Đà Phật thì có thể rời khỏi. Chỉ vài phút là đủ rồi, không cần quá lâu. Thật vì sao? Tôi không lừa quý vị đâu. Thử xem 48 nguyện. Trong 48 nguyện chẳng có quyết định đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nhất định phải ở bao lâu mới có thể phát nguyện độ hóa chúng sanh. Chẳng có cách nói này. Đã chẳng có hạn chế bao lâu, vậy gặp mặt cũng được. Đây mới là thật sự phát Bồ Đề Tâm, thật sự mãn Bồ Đề Nguyện. Không chịu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Kinh Vô Lượng Thọ nói về Hoàng tử A Xà Thế. Đó là sự cảnh giác của chúng ta. Hoàng tử A Xà Thế cùng 500 đại trưởng giả trong đời quá khứ trụ nơi Bồ Đắc Đạo. Trước kia họ là Bồ Tát đã từng cúng dường 400 ức Phật. Hiện nay Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, họ là hoàng tử trưởng giả, từ Bồ Tát lùi trở xuống. Đây là thối chuyển, việc của đời trước hoàn toàn chẳng biết. Nếu chẳng phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra thì không ai biết được. Vì cái mê cách ấm lại còn thối chuyển thì làm sao được? Cho nên những vị Bồ Tát không sanh tịnh độ, không được Di Đà oai thần gia trì, vẫn phải luân hồi. Điều này quá đáng sợ. Chúng ta phải thật sự bảo trì đời đời kiếp kiếp Bồ Tát Đạo. Một phương pháp duy nhất để nói theo Địa Tạng Bồ Tát, đó là hãy đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cầu A Di Đà Phật oai thần gia trì. Đây mới thật sự có thể làm nổi. Phục ư quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế, danh thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp, tượng pháp chi trung, hữu nhất La Hán, phước độ chúng sanh, nhân thứ giáo hóa ngộ nhất nữ nhân, tự viết quang mục thiết thực cúng dường là hãng vấn chi dục nguyện hà đẳng quang mục đáp ngôn ngã dĩ mẫu vong chi nhật tư phước cầu bạc vị tri ngã mẫu sanh sứ hà thú. Phía dưới là một đoạn chuyện cổ tích
nói về cô quan mục nữ, cũng là một công án cô độ mẹ cô. Đây là vào thời kỳ tượng pháp của Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Trong thời kỳ tượng pháp của Phật, có một vị A-la-hán cùng đi giáo hóa chúng sanh. Phật trong kinh nói với chúng ta, tiểu thừa La-hán tâm lượng không lớn như Bồ-Tát. Bồ-Tát là chủ động đi giáo hóa chúng sanh, tìm đến tận nhà để giáo hóa họ. Còn A-la-hán chẳng phải vậy. A-la-hán là mình phải đi tìm họ, họ mới giáo hóa anh. Không tìm họ thì họ sẽ không giáo hóa anh. Họ là bị động, còn Bồ-Tát giáo hóa chúng sanh là chủ động, thì là khác nhau. Phật, Bồ-Tát năm xưa khi còn trụ thế, phương thức sinh hoạt đều là thác bát khất thực. Thật ra, việc thác bát khất thực trong phong tục tập quán người Trung Quốc chúng ta không coi trọng, cũng chẳng tôn kính họ. Còn tại Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, người xuất gia mỗi ngày ra ngoài khất thực được xã hội đại chúng tôn kính. Ngày nay họ vẫn còn chế độ khất thực. Khất thực người ta cho gì thì ăn nấy, quả là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Không có lựa chọn, bồi dưỡng tâm thanh tịnh của mình, không phân biệt, không chấp trước. Tuy nhiên, tiếp nhận cúng dường của tín đồ nhất định phải có hồi báo. Không thể nói tiếp nhận rồi mà không có hồi báo, điều này không được. Tục ngữ Trung Quốc có câu lễ thường vãng lai, tức là tặng lễ vật có qua có lại. Người ta cúng dường tiền tài ẩm thực cho chúng ta thì chúng ta phải đem pháp cúng dường cho họ, phải hồi báo cho họ. Cho nên sau khi tiếp nhận cúng dường, nhất định phải hỏi họ, anh có cần gì không, có nguyện vọng gì không, họ sẽ đến chúc phúc cho anh. Sau khi người mẹ của cô quan mục nữ qua đời chẳng bao lâu, nên vị La Hán vừa mới hỏi thì cô ta liền nói rằng, tôi mong được siêu độ cho mẹ tôi, chẳng biết mẹ tôi hiện tại ở nơi đâu. Vị A-la-hán bèn giúp cô ta. La-hán mẫn chi, vị nhập định quán, kiến quan một nữ mẫu, đọa tại ác thú, thọ cực đại khổ. La-hán vấn quan một nữ, ngôn, nữ mẫu tại sanh tắc hà hành nghiệp, kim tại ác thú, thọ cực đại khổ. La Hán mẫn chi, vị nhập định quán, vị A La Hán cần phải nhập định mới thấy được mẹ cô ta ở nơi nào. Nếu không nhập định thì ngài không thấy được. Nhưng những đại Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, không cần phải nhập định. Bất cứ lúc nào hỏi Bồ Tát, Bồ Tát đều biết ngay. Đó là vì định công sâu. Còn A-la-hán, Bích Chi Phật định công đều không sâu, cần phải sau khi nhập định, ở trong định mới thấy được. Thấy được rồi xuất định liền nói với cô ta, mẹ cô đọa tại ác đạo, thọ khổ rất nặng. Đây là nói rõ mẹ cô ta đọa vào địa ngục. Quay đầu lại hỏi cô ta, mẹ cô lúc sanh tiền đã làm ngành nghề gì, trong ngành nghề ấy đã làm việc gì, vì sao hôm nay chịu cái khổ nặng nề như vậy? Quan mục đáp ngôn, ngã mẫu sở tập duy hảo thực đạm, ngư biết chi thuộc, sở thực ngư biết, đa thực kỳ tử, hoặc sao hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số, thiên vạn phục bội, tôn giả từ mẫn, như hà ai cứu. Quan mục đáp ngôn, ngã mẫu sở tập, tập là tập tánh, duy háo thực đạm ngư biết chi thuộc, sở thực ngư biết, đa thực kỳ tử, hoặc sao hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kỳ kế kỳ mạng số, thiên vạn phục bội, tôn giả từ mẫn, như hà ai cứu. Đây là nói mẹ cô ta khi còn tại thế sát nghiệp rất nặng,
Chúng ta xem đoạn này. Mùi vị của đồ biển rất ngon. Sau khi ngon miệng rồi thì phải đến A Tỳ địa ngục để thọ tội. Đặc biệt hơn hết là ăn sống, mùi vị sống mới ngon. Cách này tạo nghiệp rất nặng, sát sanh quá nhiều, quá nặng. Người Mỹ thường thương yêu bảo vệ động vật. Rất nhiều đồng tu chúng ta từng đến nước Mỹ du lịch. Anh xem loài sóc, anh để đậu phộng trên tay, chúng sẽ chạy lên tay anh để ăn, hoặc leo lên mình anh. Còn loài chim, hải âu, thiên nga, nhãn, vịt, rừng đều mập kinh khủng. Người Mỹ lái xe gặp chúng còn phải nhường chúng. Trên đường lộ thấy có động vật, xe phải ngừng lại, nhường cho chúng nó qua. Vì nếu cán chết chúng thì phải bồi thường. Chính phủ Mỹ bảo vệ động vật phạt rất nặng. Chẳng có một ai chẳng thương động vật. Thịt họ ăn so ra đơn thuần hơn. Người Mỹ ăn thịt gà, thịt bò là thông thường nhất. Toàn là ăn đồ đông lạnh, chưa từng nghe qua ăn đồ sống. Còn người Trung Quốc thì không sống thì không ăn. Ngày nay người Trung Quốc kiếp nạn trầm trọng như vậy là có đạo lý. Vì sát nghiệp quá nặng, Đài Loan mấy năm gần đây giàu có. Càng giàu thì sát nghiệp càng nặng. Cho nên trước mắt nhìn thấy cái xã hội này vẫn chẳng tệ. Nhưng tôi rất lo âu. Vì sao? Vì tôi sợ rằng cảnh tốt lành này sẽ không được bền lâu. Nguyên nhân là mọi người tạo sát nghiệp đó quá nặng, đem luân lý đạo đức đều bỏ hết cả, tối mắt vì lợi. Cái xã hội này cảnh tốt không thể lâu dài được. Nếu như muốn thật sự lâu dài thì người thế gian tuyệt đối không tham cầu danh lợi, coi trọng đạo nghĩa, chú trọng luân lý đạo đức, thương yêu bảo vệ chúng sanh, thì xã hội này mới có thể có được thời gian ổn định dài lâu. Nước Mỹ tuy rất tiêu điều chẳng phồn vinh, nhưng nước Mỹ sẽ có một đoạn thời gian rất dài được an định. Anh xem vùng nông thôn ở Mỹ, người Mỹ phần nhiều hết sức tiết kiệm. Dân ở dưới quê đều rất thành thật, rất mộc mạc. Đây là chỗ hay tốt của người Mỹ. Ngày nay chúng ta nhìn thấy tiền của Đài Loan rất hâm mộ. Chẳng biết tiền của đến cách nào, tại sao lại có nhiều như vậy? Họ vĩnh viễn nghĩ không ra. Điều này chúng ta cần phải cảnh giác. Trong Phật Môn có một vị Pháp Sư rất hết lòng thiết tha nghiên cứu giới luật, giảng giới luật, xây dựng Phật Học Viện dạy học, là một vị Pháp Sư giỏi. Trước khi chưa xuất gia, ông ta là một quân nhân, ở trong quân đội coi về tiền bạc, nên ở trong quân khu tiêu tiền rất dễ dàng. Ông cho tôi biết, mỗi ngày ăn một con gà, là gà còn sống. Tôi không biết ông ta đã ăn được mấy năm rồi, cho nên sát nghiệp rất nặng. Có một hôm tại trong phòng tắm, ông thấy có rất nhiều gà bay đến trên thân ông ta. Ông né qua né lại, té đùng một cái gãy chân, bán thần bất tội. Ông nói ra câu chuyện này, trong tâm ông rất sám hối. Ông nói đây là trọng nghiệp khinh báo, nếu như không xuất gia thì ghê gớm lắm. Xuất ra gia rồi mà vẫn không thể miễn trừ hết tội nghiệp. Từ cái quả báo này chúng ta có thể thấy được tạo nhân. Tạo nhân gặt quả thật là đáng sợ. Tại sao phải tạo tội nghiệp này? Ăn uống thì chú trọng về ngon miệng, nào có biết cái lưỡi ba tấc khi nuốt khỏi cổ họng. Khi nuốt khỏi cổ họng rồi thì còn biết chi đâu. Là vì cái lưỡi ba tấc này mà tạo tội nghiệp thật chẳng đáng chút nào cả. Cho nên chúng ta ăn uống chẳng bằng người ngoại quốc. Người ngoại quốc chú trọng nơi ăn uống sức khỏe, chú trọng ở dinh dưỡng, không giống như người Trung Quốc chúng ta chú trọng đến sắc hương vị. Người ngoại quốc không chú trọng sắc hương vị, chú
chúng ta đối với việc ăn uống rất chú trọng, phần lớn tinh thần và thời gian đều lãng phí trong nhà bếp. Đây cũng không đáng, không như người ngoại quốc ăn uống đơn giản như vậy, có thể hấp thụ dinh dưỡng. Trên thể lực chúng ta sánh chẳng bằng người ngoại quốc. Giống như chơi bóng rổ thì rất rõ, trận đầu thắng, trận sau thì thua. Tại sao thua? Vì thể lực không đủ. Mẹ của cô quan mộc nữ đọa vào địa ngục, đây là sự thật, cho chúng ta một bài học rất rõ ràng. Cô là một khiếu nữ, biết mẹ mình tạo tội nghiệp, nghĩ cách làm sao cứu bà ta, độ thoát cho bà. Hãy xem vị A-la-hán dạy cô ta phương pháp cứu mẹ. La-hán Mẫn Chi, vị tác phương tiện, khuyến khoan quan một nữ ngôn: nhữ khả chí thành, niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, kim tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. La-hán Mẫn Chi, vị tác phương tiện. Mẫn là lân mẫn, vị tác phương tiện tức là dạy cô ta một phương pháp. Khuyến quan một nữ ngôn, nhữ khả chí thành. Thèn chốt của câu này là ở chữ thành, chân thành, bằng tâm chân thành để niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Phương pháp gì có thể tiêu được tội nghiệp? Là niệm Phật. A-la-hán tại sao không dạy cô ta niệm A-di-đà Phật? Bộ kinh này là dạy chữ hiếu, dạy chúng ta phản bổn báo thủy. Cô ta xuất hiện ở thời đại đó, thanh tịnh liên hoa mục Như Lai là bổn sư của thời đại đó, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật của thời đại chúng ta hiện nay. Niệm bổn sư, đây là nghĩa báo bổn. Tại chỗ này đặc biệt dạy chúng ta đối với vị thầy căn bản cùng với cha mẹ của chính mình phải hiếu kính, là ý nghĩa này. Niệm Phật nhất định phải được niệm Phật tam muội mới có thể đạt được hiệu quả của việc siêu độ. Nếu như không có được niệm Phật tam muội thì chẳng có năng lực này. Cho nên dạy cô chí thành mà niệm, thành tâm thành ý, bằng tâm chân thành, tâm cung kính để niệm Phật hiệu. Ngoài việc niệm Phật hiệu ra, còn có kim tố họa hình tượng. Phật không còn tại thế, tạo hình tượng Phật thì ấn tượng sâu. Niệm Phật thì nghĩ đến Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát trong niệm Phật Viên Thông Chương nói với chúng ta: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Anh họa được một bức tượng Phật thì ấn tượng rất sâu. Vậy cô nặng họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Chẳng những mẹ cô được độ, chính cô cũng có công đức rất lớn. Cô qua cô gái quan một nữ cùng bà là môn nữ như nhau, sau khi nghe đều có thể y giáo phụng hành. Cô gái bà la môn nữ đem đất đai nhà cửa đều bán sạch đến Phật môn tu phước. Quan một văn dĩ tức xã sở ái, họa tầm Phật tượng nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm, bi khắp chiêm lễ, hốt ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân, kim sắc khoáng diệu, như tu di sơn, phóng đại quang minh, nhi cáo quang mục, nhữ mẫu bất cửu đường sanh nhữ gia, tài giác cơ hàng, tức đường ngôn thuyết. Quang mục văn dĩ, tức xã sở ái, họa tầm Phật tượng, nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm, bi khắp chim lễ, hốt ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân. Quan một nữ là từ trong mộng mà có được cảm ứng. Phía trước nói bà là môn nữ, lại tại trong định mà có được cảm ứng. Trong định được có cảm ứng, đây là niệm Phật niệm đến ít nhất là sự nhất tâm bất loạn, mới có cảnh giới này. Nói một cách khác, niệm đến sự bất loạn thì mới có tư cách tham quan địa ngục. Vô Độc Quỷ Vương của địa ngục nói rất rõ ràng, chỉ có hai hạng người có thể đến đây. Ngoài hai hạng người này ra,
thì quyết chẳng thể đến địa ngục được. Một là người thọ tội, cảnh nghiệp của họ hiện tiền thì đến được địa ngục. Một là Bồ Tát đến địa ngục để độ hóa chúng sanh. Không phải hai hạng người này thì quyết định không thấy được địa ngục. Địa ngục ở trước mắt anh cũng không thấy được. Khi ở trong định là cô niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Chỗ này là ở trong mộng. Trong mộng thì công phu chẳng cao như vậy. Đây là công phu thành khối, niệm đến được nhất tâm bất loạn. Kỳ thật chẳng phải ai cũng có thể đạt đến. Nếu niệm đến công phu thành khối, tiêu chuẩn này thì người nào cũng đạt đến được. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải cần điều kiện gì? Công phu thành khối là được. Sự thù thắng của pháp môn này, người người đều có phần. Công phu thành khối, trong ấy cũng có tam bối cửu phẩm. Thượng bối công phu thành khối thì có thể tự tại vãng sanh. Muốn ra đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Muốn ở lại thời gian thêm vài năm, nhất định cũng chẳng có trở ngại. Đây là sự lợi ích của công phu thành khối. Còn nhất tâm bất loạn thì không cần nói nữa, nó là quá cao. Tôi theo học thầy Lý 10 năm. Quý vị nếu hỏi thầy Lý công phu đến trình độ nào thì tôi có thể nói cho quý vị biết, thầy Lý là công phu thành khối. Ngài vào 2 năm trước khi vãng sanh, cũng là trong lúc giảng kinh tuyên bố với mọi người, ngài giảng kinh giảng thêm 2 năm nữa thì ngưng. Những người nghe kinh sau đó vài ngày đến Đài Bắc đem sự kiện này cho tôi hay và nói: thầy nói lời này là nghĩa gì? Tôi nói: thầy ở thế gian này thêm 2 năm nữa thì vãng sanh. Ngài đến thế gian này là để giảng kinh nói pháp. Không giảng kinh nói pháp thì là hết việc. Hết việc thì ngài ra đi. Cho nên năm ấy ngài vãng sanh tôi biết được. Tôi chỉ không biết ngày nào, nhưng biết năm đó ngài nhất định ra đi. Công phu thành khối, tự mình biết lúc nào ra đi. Năng lực này của ngài, mỗi người chúng ta đây đều có thể làm được. Đây là một mô phạm trước mắt. Đây là cảnh giới có được từ trong giấc mộng. Mộng thấy Phật, Phật bảo cô ta, mẹ cô chẳng bao lâu nữa sẽ đến nhà cô đầu thai. Tài giác cơ hàng, tức đường ngôn thuyết. Liền đem tin tức cho cô ta hay. Kỳ hậu gia nội, tỳ sanh nhất tử, vị mãn tam nhật, nhi nãi ngôn thuyết, khệ thủ vi khắp, cáo ư quang mục. Sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ, ngô thị nhữ mẫu, cửu xứ ám minh, tự biệt nhữ khứ, lũy đọa đại địa ngục, mong nhữ phước lực, đường đắc thọ sanh, vị hạ tiện nhân, hữu phục đoán mạng, thọ niên thập tam, cánh lạc ác thú, nhữ hữu hà kế, linh ngô thoát miễn. Trải qua chẳng bao lâu, trong nhà có một người đầy tớ gái, cô này hạ sanh được một đứa bé, chưa được 3 ngày thì biết nói. Cùng với việc Phật nói với cô ta trong giấc mộng hoàn toàn như nhau. Mẹ cô từ ác đạo đầu thai, khi ra đời cùng phía trước so sánh khác nhau. Phía trước cô gái Bà La Môn, vì cô được niệm Phật tam muội, được sự nhất tâm bất loạn, công đức này rất lớn, nên mẹ cô ta được sanh lên Đao Lợi Thiên. Còn cô Quan Mộc Nữ thì được công phu thành khối, công đức nhỏ, cho nên người mẹ rời khỏi được địa ngục, lại đến nhân gian, được thân người. Thì đây nói rõ việc siêu độ là bằng vào công phu chân thật, chẳng phải chỉ niệm vài biến kinh thì được lợi ích. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Mời người khác niệm kinh, người ta có miệng không tâm thì càng tệ hại hơn. Một mặt niệm kinh, một mặt nổi dậy vọng tưởng thì một tí công đức cũng chẳng có.
Cho nên siêu độ cho người chết tốt nhất là người của mình tụng kinh, chính mình thành tâm thành ý để tụng. Kinh văn không thuộc, không biết tụng, mời vài vị pháp sư hướng dẫn chúng ta tụng. Nếu mình không tụng theo, còn pháp sư thì lại lười biếng. Trước kia cư sĩ Mã Bảo Hoa cho chúng tôi hay, lúc làm lễ siêu độ, ông ta nghe được có vài pháp sư tụng vài câu thì bỏ vài hàng, nhảy phất qua, trộm công giảm điệu. Đây là Mã cư sĩ nói lại, tôi vẫn không nghi ngờ đến. Như vậy làm sao siêu độ được? Không thể siêu độ. Lý luận, phương pháp, hiệu quả của việc siêu độ, nơi bốn kinh đều thấy được. Tự mình phải thật sự khế nhập cảnh giới, vậy mới có sức mạnh. Có vài đồng tu hoài nghi nội dung kinh văn, tỉ như mẹ cô ta lại đầu thai đến nhân gian, cô qua một nữ biết được bà là mẹ đời trước, bèn hỏi bà, nhưng bà tự nói trước, sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Ngô thị Nhữ Mẫu, cửu xứ Ám Minh, tự biệt Nhữ Lai, lũy đọa đại địa ngục, mong Nhữ phước lực, phương đắc thọ sanh, vi hạ tiện nhân, hộ phục đoán mạng, thọ vô thập tam, cánh lạc ác đạo, Nhữ hữu hà kế, linh ngô thoát miệng. Vì mẹ cô ta sau khi chết không lâu lại đầu thai trở lại cửu xứ Ám Minh, lụy đọa đại địa ngục. Đoạn thời gian dài lâu như vậy, quý vị cần phải biết thời gian chẳng phải pháp nhất định, dài ngắn không nhất định. Có người chúng ta vào lúc vui thì cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, người vào lúc hết sức khổ sở, sống một ngày như một năm, đọa trong địa ngục, sống một ngày không chỉ như một năm, sống một ngày thì cảm giác như là ngàn vạn năm, cảm thấy thời gian quá dài. Cho nên mẹ cô ta đến nơi đây đầu thai là nhờ Phật lực gia trì. Nếu không thì người đi đầu thai đều có cái mê cách ấm. Bà ta làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Bà đều chẳng có cái mê cách ấm. Bà đối với việc kiếp trước đều rất rõ ràng, rất minh bạch. Vả lại còn biết lần này đến nhân gian chỉ sống được 13 tuổi, đoản mạng. Sau 13 tuổi thì phải chết. Cầu con gái bà tìm cách giúp bà. Quan mục văn thuyết trì mẫu vô nghi, ngạnh yết bi đề, nhi bạch tỳ nữ, ký thị ngã mẫu, hiệp trì bổn tội, tác hà hành nghiệp, đọa ư ác đạo. Tỳ tử đáp ngôn, dĩ sát hại hủy mạ, nhị nghiệp thọ báo, nhược phi mong phước, cứu bạc ngô nan, dĩ thị nghiệp cố, vị hiệp giải thoát. Quan mục vấn ngôn, địa ngục tội báo, kỳ sự vân hà. Tỳ nữ đáp ngôn, tội khổ chi sự, bất nhẫn xưng thuyết, bá thiền tuế trung, tốt bạch nàng cánh. Cô gái mới hỏi bà, rốt cuộc bà làm nên tội nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục? Bà ta nói, dĩ sát hại hủy mạ, sát hại là giết hại chúng sanh, tham ăn, hủy mạ là đối với tam bảo, cho nên tội nghiệp này nặng nhất, đây là đọa vào địa ngục. Quan mục nữ bèn hỏi trạng huống của địa ngục ra sao. Mẹ cô nói trạng huống của địa ngục không thể nhẫn tâm nói ra, vì là quá khổ. Quan mục văn dĩ đề lệ hiểu khắp, nhi bạch không giới, nguyện ngã chi mẫu, vĩnh thoát địa ngục, tất thập tam tuế, cánh vô trọng tội, cập lịch ác đạo, thập phương chư Phật, từ ai mẫn ngã, thính ngã vị mẫu sở phát, quảng đại thệ nguyện. Nhược đắc ngã mẫu, vĩnh ly tam đồ, cập tư hạ tiện, nải chí nữ nhân chi thân, vĩnh kiếp bất thọ giả, nguyện ngã tự kim nhật hậu,
đối thanh tịnh liên hoa mục Như Lai tượng tiền, khước hậu bá thiên vạn ức kiếp trung, ưng hữu thế giới, sở hữu địa ngục cập tam ác đạo, chư tội khổ chúng sanh, thệ nguyện cứu bạc, linh ly địa ngục ác thú, súc sanh ngạ quỷ đẳng, như thị tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Cô quan mục nữ biết được sự thật này, nhân duyên quả báo kích phát bi tâm của cô ta, phát lời thệ nguyện rộng lớn, nguyện cho mẹ cô vĩnh ly tam đồ, vĩnh viễn không thọ thân nữ hạ tiện. Lời phát nguyện của cô ta là khước hậu bá thiên vạn ức kiếp trung, ưng hữu thế giới, sở hữu địa ngục cập tam ác đạo, chư tội khổ chúng sanh, thệ nguyện cứu bạc, linh ly địa ngục ác thú, súc sanh ngạ quỷ đẳng, như thị tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Quan mục nữ cũng là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, cũng là tấm gương tu học Địa Tạng Pháp Môn. Phát thệ nguyện dĩ cụ văn thanh tịnh liên hoa mục Như Lai nhi cáo trì nhật quan mục nhữ đại từ mẫn thiện năng vị mẫu phát như thị đại nguyện ngô quán nhữ mẫu thập tam tuế tất xả thử báo dĩ sanh vi phạm chí thọ niên bá tuế quá thị báo hậu đương sanh vô ưu quốc độ thọ mạng bất khả kế kiếp hậu thành Phật quả quảng độ nhân thiên số như hằng hà sa. Chân thành phát nguyện thì được cảm ứng, cho nên Phật vì cô ta thọ ký bảo với cô ta rằng mẹ con sau 13 tuổi thì xả thân mạng này, lại đầu thai vẫn là đầu thai đến nhân đạo xuất gia tu hành, vả lại thọ mạng rất dài, sống đến 100 tuổi. Quá thị báo hậu đường sanh vô ưu quốc độ. Vô ưu quốc độ tức là cực lạc thế giới. Cô ta với thân phận ngoại đạo, đến tuổi xế chiều gặp được thiện tri thức khuyên cô niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cô tiếp nhận được sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thọ mạng bất khả kế kiếp, hậu thành Phật quả quảng độ nhân thiên số như hằng hà sa. Đây là sự thành tựu của cô con gái giúp mẹ. Phật cáo Định Tự Tại Vương: nhĩ thời La Hán phúc độ quan mục giả, tức vô tận ý Bồ Tát thệ. Quan mục mẫu giả tức giải thoát Bồ Tát thệ. Quan mục nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát thệ. Phật cáo Định Tự Tại Vương: Tự Tại Vương lúc đó là La Hán, tức là vô tận ý Bồ Tát hiện nay. Kinh Pháp Hoa trong phẩm Phổ Môn phía trước một phẩm là vô tận ý Bồ Tát phẩm. Quan mục mẫu giả tức giải thoát Bồ Tát thệ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ 16 chánh sĩ phía sau là giải thoát Bồ Tát. Quan mục nữ giả tức là Địa Tạng Bồ Tát. Từ chỗ này mà quan sát, Bồ Tát đích thật là từ mẫn, quả thật hết lòng hết sức giúp đỡ tất cả tội khổ chúng sanh. Trong tội khổ quan trọng nhất là họ đang lúc tạo tội nghiệp, lúc bấy giờ giúp họ thì dễ dàng, khi đã rơi vào ác đạo thì đi giúp họ thì chẳng dễ. Trong nhà cần phải có con cái hiếu thuận mới được, hoặc giả là người thật sự đã nhận ân đức của họ mới có thể giúp được. Người thông thường quyết định không giúp nổi. Khi đang tạo tội nghiệp vẫn chưa rơi vào địa ngục, nói một cách khác, anh đã ghi danh trong địa ngục rồi, tên tuổi đã liệt kê vào rồi, nhưng người thì vẫn chưa đi. Lúc này giúp anh, đem anh kéo trở lại thì dễ dàng, sau khi đã vào rồi kéo ra thì quá khó. Quyết định chẳng phải một việc dễ dàng. Ngày nay chúng ta đừng nói chi vì cha mẹ, vì chính bản thân, cứu độ chính mình, mà tâm
đều chẳng thành, chẳng kính. Vì cái khác thì càng giáng xuống một cấp, làm sao có thể thành tựu được? Đây đều là sự thật. Quá khứ cửu viễn kiếp trung, như thị từ mẫn phát hằng hà sa nguyện, quảng độ chúng sanh. Vị lai thế trung, nhược hữu nam tử nữ nhân, bất hành thiện giả, hành ác giả, nải chí bất tín nhân quả giả, tà dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, hủy bán đại thừa giả, như thị chư nghiệp chúng sanh, tất đọa ác thú, nhược ngộ thiện tri thức, khuyến linh nhất đàn chỉ gian, quy y Địa Tạng Bồ Tát, thị chư chúng sanh, tức tắc giải thoát tam ác đạo báo. Mấy câu kinh văn này chúng ta phải đem nó ghi nhớ đàng hoàng, bởi vì thế gian này thật tại hết sức dễ dàng xúc phạm. Khi xúc phạm thì nhất định chẳng biết tương lai có cái quả báo nghiêm trọng như vậy. Sau khi đã phạm, thừa có cứu được hay chăng? Thật tại mà nói, cứu được. Nhất đàn chỉ gian, tức là một cái khảy móng tay, chỉ thời gian ngắn tạm, quan trọng ở hai chữ quy y. Ngày nay trong Phật môn chúng ta, khái niệm của hai chữ quy y đều là nghiêng về hình thức, chẳng phải quy y chân chính. Quy y trên hình thức thì vô dụng, chỉ có cái dáng, chỉ có bề ngoài, chẳng phải quy y chân chính. Quy y là hồi đầu sửa chữa lỗi lầm, về sau không làm nữa, đây là quy y. Nếu như vẫn tiếp tục không ngừng lại làm nữa, đây là chẳng có quy y. Y là y theo lời giáo huấn của bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện này mà làm, đây là y. Vậy mới có thể tiêu diệt được tội nghiệp chỗ tạo trước kia. Tuy nhiên tội nghiệp này trong kinh văn nói rất rõ ràng, chỉ là chẳng đọa tam ác đạo, nói một cách khác vẫn chẳng thể ra khỏi luân hồi. Phải hỏi tại sao chẳng đọa tam ác đạo? Bởi vì quá khứ tạo đó là cái nhân của tam ác đạo, ngày nay lại tiếp tục tạo nữa là cái duyên của tam ác đạo. Nhân duyên đầy đủ thì phía sau nhất định có quả báo. Cái nhân dĩ vãng tạo đó từ nay trở đi không làm lại nữa. Tuy có ác nhân nhưng không có cái ác duyên. Đây là nói rõ cái lý luận căn cứ của việc không đọa tam ác đạo. Tuy nhiên phải thật sự hồi đầu, thật sự nương theo tiêu chuẩn của kinh điển để học, vậy mới có thể làm được. Tuyệt đối chẳng phải đứng trước Địa Tạng Bồ Tát lạy ba lạy, niệm ba tiếng kệ quy y, cách đó một tí lợi ích đều chẳng có. Điều này quý vị đồng tu quyết định phải biết. Đệ tử Phật trong khóa tụng sáng tối quan trọng nhất là tam quy y. Kỳ thật chúng ta sáng tối tụng tam quy y đều chỉ là hình thức, chẳng có nội dung thực chất. Đích thật chẳng có hồi đầu, cũng chẳng có y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát để làm. Tam quy y sáng tối như vậy chỉ có khẩu thiện mà thôi, còn nơi tâm hành của chính mình quả báo chẳng có thay đổi tơ hào nào cả. Đây là người học Phật tuy nhiều, nhưng người có được lợi ích chân thật thì ít. Đạo lý là tại chỗ này. Định tự tại vương, như thị Địa Tạng Bồ Tát, hữu như thị bất khả tư nghị đại oai thần lực, quảng lợi chúng sanh, nhữ đẳng chư Bồ Tát, đường ký thị kinh, quảng tuyên lưu bố. Sau cùng Phật về định tự tại vương Bồ Tát nói đến oai thần và công đức lợi sanh bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó đặc biệt khuyến khích nhóm Bồ Tát này, nhữ đẳng chư Bồ Tát, đường ký thị kinh, quảng tuyên lưu bố. Đây là Phật đặc biệt phó chúc chỗ có tất cả Bồ Tát. Đây là chỉ cho mười phương ba đời tất cả Bồ Tát đều có trách nhiệm lưu thông bộ kinh điển này. Lưu thông, điều thứ nhất là phải y theo kinh điển này mà làm. Chính mình không làm
thì không gọi là lưu thông. Chẳng những tự mình phải làm, còn phải khuyến khích tất cả chúng sanh, mọi người đều phải y theo bộ kinh điển này để học tập. Đây mới là lưu thông. Ở chỗ này thấy được Thế Tôn lại một lần nữa ân cần dặn dò: nhĩ thời tứ phương thiên vương cụ tùng tọa khởi, hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát ư cửu viễn kiếp lai phát như thị đại nguyện, vân hà chí kim do độ vị tuyệt, cánh phát quảng đại thệ nguyện, duy nguyện Thế Tôn vị ngã đẳng thiết. Đoạn này là nói về tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương là thần hộ pháp của Phật môn, cũng tham dự lần pháp hội này. Họ nêu ra vấn đề là trí tuệ oai thần, thần thông của Địa Tạng Bồ Tát thật tại là quảng đại vô biên, tại sao muốn độ chúng sanh mà mãi đến ngày nay vẫn chưa độ hết? Chẳng những chưa độ hết mà xem tuồng như vẫn càng ngày càng nhiều. Đây là nguyên nhân gì vậy? Nghi vấn này cũng là nghi vấn chung của mọi người. Những vị thần hộ pháp này thay mặt cho chúng ta hỏi ra. Tứ đại thiên vương, hai bên Phật đường của chúng ta thời đó là tứ đại thiên vương. Đông phương là Trì Quốc thiên vương, Nam phương là Tăng Trưởng thiên vương, Tây phương là Quảng Mục thiên vương, Bắc phương là Đa Văn thiên vương. Lối kiến trúc đạo tràng Phật giáo tại Trung Quốc kết cấu đều có ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Nói một cách khác, nó hàm chứa ý vị giáo học ở bên trong rất sâu, chẳng phải tùy tiện xây cất. Những tự viện am tường truyền thống, đây là chỉ cho đạo tràng của Phật môn. Vừa bước vào cửa sơn môn, vật kiến trúc đầu tiên nhìn thấy là Thiên Vương Điện. Ngôi điện này ở nơi cửa chính của tự viện. Vừa vào cửa sơn môn là thấy Thiên Vương Điện. Trong Thiên Vương Điện thờ tứ đại thiên vương, ở giữa là Di Lặc Bồ Tát. Tứ đại thiên vương chúng ta thông thường hay gọi là thần hộ pháp. Hộ pháp cho ai vậy? Hộ cái pháp của chính chúng ta, hộ cái pháp của chính mình mới là thật sự hộ trì Phật pháp. Tại sao nói hộ chính mình tức là hộ Phật pháp? Phật pháp trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác có dạy: nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Đó là hộ chỗ tự tánh. Hộ pháp cách nào? Từ trong thiên vương danh hiệu công đức thì đã hiện ra rồi. Đông phương là Trì Quốc, trì là bảo trì, quốc là quốc độ. Lớn là Trì Quốc, nhỏ là Trì Gia. Gia và quốc là cùng một ý nghĩa. Gia tức là nhà, đem nó mở rộng ra thì là quốc. Quốc rút nhỏ lại tức là gia. Trì Gia Trì Quốc phải dùng phương pháp gì? Phải phụ trách tận chức. Chúng ta ở trong gia đình, trong xã hội là thân phận gì thì có chức trách đương nhiên của nó. Người làm công phải tận hết chức trách của công việc. Người làm nông phải tận hết trách nhiệm của nhà nông. Mỗi người đều có thể tận hết trách nhiệm của bổn phận mình thì đây là đúng. Như vậy mới có thể trì gia trì quốc. Đông phương thiên vương đại biểu phụ trách tận chức. Người người đều phụ trách tận chức thì nhà nhất định hưng vượng, quốc gia nhất định cường thịnh. Ngài dạy cho chúng ta ý nghĩa này. Vị thiên vương này trên tay cầm đó là nhạc khí, cái đàn tỳ bà. Đây cũng là biểu pháp đại biểu phụ trách tận chức, phải xích soát vừa vặn, không thể chẳng đủ, cũng không thể thái quá. Như dây đàn tỳ bà quá thẳng thì nó sẽ đứt, còn quá dùng thì nó không kêu. Đây thì phải chú trọng đến trung đạo. Nhà Nho gọi là trung dung, Phật pháp gọi là trung đạo. Phải nên thích đắc kỳ trung,
không vượt quá cũng không thể chẳng đủ. Đây mới là vừa vặn xích sao. Đại biểu nghĩa này, vậy chúng ta nên dùng trung đạo. Nam phương thiên vương là tăng trưởng. Tăng trưởng tức là tiến bộ. Chẳng những trí tuệ phải tăng trưởng, phẩm đức, kỹ thuật, năng lực phải tăng trưởng, mà phẩm chất cuộc sống cũng phải tăng trưởng. Do đây có thể biết, Phật Pháp là dạy người luôn luôn tiến bộ, tiến bộ không ngừng. Phật giáo chẳng có lạc hậu. Nhà Nho dạy người nhất nhất tăng, nhất tăng hữu tâm. Phật Pháp dạy chúng ta tinh tiến. Nền giáo học của nhà Nho và nhà Phật sao có thể bị thời đại đào thải được chứ? Không có đạo lý này. Ngày ngày đều đang nói đến tiến bộ, ngày ngày nói nhất tăng hữu tâm. Chúng ta không chịu cầu tiến bộ, không chịu tinh tiến thì sai rồi. Đây chẳng phải ý của Phật. Tăng trưởng thiên vương trên tay cầm đó là bửu kiếm. Kiếm đại biểu cho trí tuệ. Có trí tuệ mới có được tiến bộ. Không có trí tuệ làm sao có thể nói đến tiến bộ được chứ? Tây phương Quảng Mục thiên vương, Bắc phương Đa Văn thiên vương. Hai vị thiên vương này dạy cho chúng ta là thủ đoạn, làm cách nào đạt được hai mục tiêu phía trước. Phụ trách tận chức, nhất tăng hữu tăng. Hai vị thiên vương này dạy cho chúng ta nghe nhiều, xem nhiều. Đây là cổ thánh tiền hiền dạy cho chúng ta phải đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, không thể không đọc sách. Đa văn tức là dạy cho chúng ta nghe nhiều, làm việc nhiều. Quảng mục là dạy cho chúng ta xem nhiều. Hiện nay đi ngắm cảnh, du lịch, khảo sát đều phải xem nhiều. Xem chỗ hay ho của kẻ khác thì chúng ta phải học tập. Nhìn thấy chỗ xấu của kẻ khác thì chúng ta phải kiểm thảo. Nếu như chính mình có, chúng ta phải cải cách. Như vậy mới tiến bộ được. Tiến bộ chẳng phải chỉ ở nhà tưởng tượng một cách vô căn cứ, phải đi tham quan, khảo sát, dạy chúng ta những việc này. Quán Mục Thiên Vương là dạy chúng ta đi tham quan, du lịch, đến các nơi đi khảo sát. Trên tay cầm đó là con rồng. Rồng là đại biểu biến hóa, biến hóa mạt chắc. Nhân tình xử lý của thế gian này, thiên biến vạn hóa, phải có năng lực khống chế, khống chế cục diện. Rồng đại biểu cho ý nghĩa này. Tường long là thiên biến vạn hóa, ta đều có thể khống chế được, đều có thể ứng hóa, biểu trưng ý nghĩa này. Chẳng có nghị lực, chẳng có trí tuệ cao độ thì chẳng có năng lực này. Bắc phương Đa Văn thiên vương trên tay cầm đó là chiếc dù. Công dụng của chiếc dù là gì? Biểu trưng ý nghĩa ngăn chặn ô nhiễm. Trong lúc học rộng đa văn, đừng bị tà tri tà kiến bên ngoài tiêm nhiễm. Phải ngăn chặn tâm hành của chính mình. Tinh thần, tư tưởng, kiến giải đều chớ bị ngoại cảnh làm nhiễm ô. Biểu trưng ý nghĩa này. Đây tức là hộ cái pháp của chính mình. Cho nên trong Phật môn cúng dường chư Phật Bồ Tát, thiên thần hoàn toàn là dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ. Nếu nói một cách khác, nếu nói một cách thô thiển hơn, tức là dạy cho chúng ta sống cách nào, xử sự đối người cách nào. Nếu như đem họ xem như thần minh để đối xử thì đã sai, thì đem Phật giáo biến thành tôn giáo. Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là giáo học, chẳng phải tôn giáo. Trong Phật giáo không có thần minh. Chư Phật Bồ Tát, thiên long quỷ thần toàn là ý nghĩa của sự biểu pháp. Đoạn lời khai thỉnh của Tứ Thiên Vương cùng với lời khai thị của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với họ, những đoạn này quý vị xem kinh đều chẳng khó hiểu. Tuy nhiên kinh văn phải cẩn thận để thể hội.
Địa Tạng Bồ Tát tuy là đại từ đại bi, tại sao độ chúng sanh mà độ không hết? Lại thử xem Địa Tạng Bồ Tát lấy những phương thức gì để giáo hóa chúng sanh. Tứ Thiên Vương, Địa Tạng Bồ Tát nhược ngộ sát sanh giả, thuyết túc ương đoạn mạng báo, nhược ngộ thiết đạo giả, thuyết bằng cùng khổ sở báo, nhược ngộ tà dâm giả, thuyết trước các uyên ương báo, nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo, nhược ngộ hủy bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo, nhược ngộ sân khỏe giả, thuyết xú lậu lung tàn báo, nhược ngộ sang lẫn giả, thuyết sở cầu vì nguyện báo, nhược ngộ ẩm thực vô độ giả, thuyết cơ khác yết bệnh báo, nhược ngộ điền lạp tứ tình giả, thuyết kinh cuồng tán mạng báo, nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, thuyết thiên địa tai sát báo, nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc giả, thuyết cuồng mê thủ tử báo, nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sanh tiền thác hiện thọ báo, nhược ngộ võng bộ sanh số giả, thuyết cốt nhục phân ly báo, nhược ngộ hủy bán tam bảo giả, thuyết manh lùng ám á báo, nhược ngộ khinh pháp mạng giáo giả, thuyết vĩnh xứ ác đạo báo, nhược ngộ phá dụng thường trụ giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo, nhược ngộ ô phạm vu tăng giả, thuyết vĩnh tại súc sanh báo, nhược ngộ than hỏa trảm trước thương sanh giả, thuyết luân hồi đệ thường báo, nhược ngộ phá giới phạm trai giả, thuyết cầm thú cơ ngạ báo, nhược ngộ phi lý hủy dụng giả, thuyết sở cầu khuyết tuyệt báo, nhược ngộ ngô ngã cống cao giả, thuyết tỳ sứ hạ tiện báo, nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả, thuyết vô thiệt bá thiệt báo, nhược ngộ tà kiến giả, thuyết biên địa thọ sanh báo. Phật gọi Tứ Thiên Vương: Địa Tạng Bồ Tát nhược ngộ sát sanh giả, thuyết túc ương đoạn mạng báo. Phật nhất định đem nhân duyên quả báo chân tướng sự thật nói cho anh nghe, khiến anh liễu giải chân tướng sự thật. Cái nghiệp của chính mình tạo nên quyết định có quả báo. Nhược ngộ thiết đạo giả, thuyết bằng cùng khổ sở báo. Thiết đạo là trộm đạo, phạm vi rất lớn, thủ đoạn cũng vô lượng vô biên. Lén lút, lén lén lút lút đi ăn cắp gọi là ăn cắp vặt, dùng các thứ thủ đoạn bức ép người, khiến người ta không thể không mang đến. Đó là đại thiết đạo. Cái này cũng không cần phải giảng kỹ. Trước mặt tuy được một tí lợi ích, trong Phật kinh thường dùng tỷ dụ đây là miếng ăn ngon ngọt, đau đầu thí mạng. Trên lưỡi dao bôi lên một tí mật ong, khi nếm được ngọt bùi thì lưỡi cũng bị cắt mất. Chỗ được không đủ bù chỗ mất. Việc như vậy quyết định chẳng nên làm. Nhược ngộ tà dâm giả, thuyết tước cáp quyền ương báo. Đọa trong đạo súc sanh, nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo. Quyến thuộc trong gia đình bất hòa là vì khẩu nghiệp tạo quá nhiều. Nhược ngộ hủy bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo. Nhược ngộ sang lẫn giả, thuyết sở cầu vi nguyện báo. Nói những quả báo này là cái khổ của việc cầu chẳng được. Từ đoạn kinh văn này mà xem thì biết được Phật chẳng có định pháp có thể nói, chỉ là để khuyên rằng mọi người đừng nên tạo ác nghiệp. Tại sao khuyên người đừng nên tạo ác nghiệp? Vì ác báo rất khổ, chẳng có một người nào chịu thọ lấy những nỗi thống khổ này. Phật nhìn thấy, sinh ra tâm bi mẫn vô tận. Phật chẳng có năng lực tiếp dẫn, Phật chỉ có thể đem chân tướng sự thật nói ra cho chúng ta, khuyên chúng ta chớ nên làm như vậy. Cho nên tự mình độ mình
ơn đức của Phật đối với chúng ta là tại chỗ này. Mỗi một loại quả báo đều có sự thật chúng ta nhìn thấy. Chúng sanh tạo nghiệp, thậm chí những đồng tu nơi Phật môn tạo nghiệp, nhìn thấy họ thọ quả báo, vô phương giúp họ. Bởi vì khuyên họ, họ không nghe, không chịu quay đầu. Đến địa ngục, chịu hết mọi thứ khổ rồi, lúc bây giờ thật sự sám hối mới quay đầu trở lại. Chỉ cần hồi tâm chuyển ý thì chư Phật Bồ Tát sẽ đưa tay cứu viện ra để giúp đỡ. Đến ngày nào mới thật sự chịu quay đầu? Điền lạp tức là săn bắn. Lần đầu tiên nhất khi tôi đọc kinh Địa Tạng, đọc đến câu này liền nổi da gà. Cha tôi trước kia rất thích săn bắn. Khi ông ta chết thì hoàn toàn như trong kinh nói đó, chính tôi nhìn thấy ông bị bệnh điên, thấy núi thì chạy lên núi, thấy nước thì nhảy xuống nước. Quả báo của nghề săn bắn. Trong kinh nói đó chẳng có một câu nào là vọng ngữ, chẳng có một câu nào là quá đáng. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, đây là bất hiếu. Nhược ngộ thiêu sơn lâm giả, tội đốt cây cối trong rừng núi còn nặng hơn tội săn bắn. Săn bắn xét cho cùng giết hại thú rừng còn có hạn, nhưng đốt núi rừng thì chẳng biết giết chết bao nhiêu chúng sanh. Cái này ghê gớm lắm. Không luận cố ý hay vô ý, khi vào núi rừng đối với lửa phải đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không thể nói vô ý thì không có tội. Vô ý vẫn phải điên cuồng mê muội mà chết. Nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sanh tiền thác hiện thọ báo. Đây là cha mẹ ghẻ ngược đãi con cái chẳng phải mình sanh ra, họ sẽ thọ quả báo nhược ngộ võng bộ sanh số giả. Sanh số là loại động vật nhỏ, thuyết cốt nhục phân ly báo. Tại sao gia tộc chẳng được đoàn viên? Nhất định có quả báo. Nhược ngộ khinh pháp mạng giáo giả, pháp là kinh điển, đối với kinh điển không quan trọng, giáo là giáo học. Đối với sự chỉ dạy của thiện tri thức sanh tâm ngạo mạn, thuyết vĩnh xứ ác đạo báo. Đây là đoạn huệ mạng của chính mình, ngu si đến chỗ cùng cực. Nhược ngộ phá dụng thường trụ giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo. Câu này quả báo là hết sức nặng. Phá hoại vật của thường trú, lãng phí vật của thường trú. Quả báo nói đến đây đại khái cũng được rồi. Phía dưới quý vị đều có thể xem hiểu, lý giải được. Nếu như phải nói cho thiệt rộng, nói cho kỹ thì mỗi một câu đều nói chẳng hết được. Phía sau là phần tổng kết. Như thị đẳng diêm phù đề chúng sanh, thân khẩu ý nghiệp, ác tập kết quả, bá thuyền báo ứng, kim thô lược thuyết. Điều khẩn yếu là khi chúng ta lật quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, đọc đến những dòng kinh văn này, nghĩ lại mình có phạm chăng? Nếu có phạm, tự mình biết thì còn cứu được. Nếu đã phạm mà chính mình không hay không biết thì là hết cứu. Sao lại nói biết thì có cách cứu? Phía trước nói chí thành quy y Địa Tạng Bồ Tát thì có thể cứu. Vì phải chí thành quy y A Di Đà Phật thì lại càng hay. Quy y A Di Đà Phật có thể ra khỏi tam giới, quy y Địa Tạng Bồ Tát không đọa vào tam ác đạo nhưng vẫn chẳng miễn được luân hồi. Tuy nhiên, nhất định phải đem nghĩa của hai chữ quy y hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy y Địa Tạng Bồ Tát hoàn toàn phải chiếu theo tiêu chuẩn của Bổ Nguyện Kinh, đem thân tâm và lỗi lầm triệt để sửa hết sạch. Quy y A Di Đà Phật thì phải đem lời giáo huấn chỗ giảng trong kinh Vô Lượng Thọ làm được.
đây là thật sự quy y. Nếu làm không được, mỗi ngày cứ niệm kinh vài biến chẳng có lợi ích, không giải quyết được vấn đề. Phải làm cho bằng được, phải đem lời giáo huấn của kinh điển biến thành cách hành trì của mình trong cuộc sống hàng ngày. Đây mới thật sự là quy y, thật sự hồi đầu. Địa ngục danh hiệu phẩm đệ ngũ. Pháp sư Thánh Nhất trong phần chú giải vừa mở đầu thì vì chúng ta giới thiệu ba phẩm phía trước, phẩm thứ hai, thứ ba và tư là cái cơ chỗ hóa của Địa Tạng Bồ Tát. Thật tại mà nói là phẩm thứ ba và tư, còn phẩm thứ nhì là giới thiệu Địa Tạng Bồ Tát. Danh hiệu địa ngục là nói tội nghiệp của chúng sanh thế gian này tạo nên, quả báo chỗ cảm được. Phía trước một đoạn vừa đọc đến nói về các thứ quả báo là hoa báo trước mắt, tức là hiện thế báo, chúng ta nhìn thấy được. Quả báo rơi vào địa ngục mới là quả báo, nhục nhãn của phàm phu không nhìn thấy được. Chương này là Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng ta khải thỉnh. Nhĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, bạch Địa Tạng Bồ Tát ngôn: Nhân giả, nguyện vi thiên long tứ chúng, cập vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh, thuyết ta bà thế giới, cập diêm phù đề tội khổ chúng sanh, sở thọ báo xứ, địa ngục danh hiệu, cập ác báo đẳng sự, sử vị lai thế mạt pháp chúng sanh, tri thị quả báo. Phổ Hiền Bồ Tát là đệ nhất đại biểu trong chúng Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm đều biết chư Phật Như Lai đều xưng tán Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử trên hội Hoa Nghiêm. Văn Thù là thứ năm. Sắp theo tuần tự, Phổ Hiền Bồ Tát sắp ở đệ nhất, Văn Thù Bồ Tát sắp ở đệ nhị. Phổ Hiền đại biểu cho đại hạnh viên mãn của Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đại biểu trí tuệ viên mãn của Bồ Tát. Tại trên hội này, Phổ Hiền đại biểu chúng ta khải thỉnh, ý vị này hết sức sâu xa, quyết định chẳng thể coi thường. Nói một cách khác, Địa Tạng Bồ Tát một phen khai thị phía dưới, tức là Phổ Hiền hạnh. Ý nghĩa của lời Phổ Hiền Bồ Tát hỏi đó là ở câu sử vị lai thế mạt pháp chúng sanh, là chỉ cho thời đại chúng ta tri thị quả báo. Đúng như phía trước chư Phật Như Lai tán thán bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nơi ngũ trược ác thế tri khổ lạc, niệm xong kinh Địa Tạng thì liền biết khổ lạc pháp. Pháp nào theo sau đó là khổ, khổ sở vô tận. Pháp nào là được lạc, là được cái lạc chân thường. Thế Tôn đều đã biết, chúng ta là học trò của Thế Tôn cũng phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Địa Tạng Bồ Tát thị hiện ở tại nhân vị, Ngài cũng là đẳng giác Bồ Tát. Đối với Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài cũng vô cùng tôn kính, khiêm tốn. Địa Tạng Bồ Tát đáp ngôn: Nhân giả, ngã kim thừa Phật oai thần, cập đại sĩ chi lực, lược thuyết địa ngục danh hiệu, cập tội báo ác báo chi sợ. Địa Tạng Bồ Tát đáp ngôn: Nhân giả, là cách tôn xưng đối với Ngài. Nhân là người nhân ái, tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi, mới có thể xưng là nhân giả. Nhân giả là lối kính xưng của Bồ Tát, cách xưng hô tôn kính nhất đối với Bồ Tát. Tại Trung Quốc, nhân giả của nhà Nho là có tiêu chuẩn. Nhà Nho gọi nhân giả vô địch, địch là đối địch, nhân giả là tâm thanh tịnh từ bi, chẳng có ai là đối địch cả. Nếu như trong tâm vẫn còn có quan gia đối đầu,
thì chẳng phải là nhân giả, thì tâm bất nhân. Người có tâm địa nhân từ tuyệt đối chẳng có oan gia đối đầu, có thể thấy tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng. Ngã Kim thừa Phật oai thần, cập đại sĩ chi lực, lược thuyết địa ngục danh hiệu, cập tội báo chi sự. Đại sĩ tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Câu hỏi này khiêm tốn biết mấy. Chẳng phải tôi có khả năng nói là nhờ Phật lực gia trì, cũng được thần lực của Phổ Hiền Bồ Tát gia trì, tôi mới có khả năng lược thuyết. Địa Tạng Bồ Tát rất khiêm tốn. Như những chỗ này chúng ta phải học, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với người một tí cũng chẳng lịch sự khách sáo. Thế thì Phật đạo đến năm nào mới thành tựu được? Phải xem ngày nào anh đối với người tôn kính thật sự khách sáo, không còn cống cao ngã mạn nữa. Đây là học Phật thấy được mình có tiến bộ. Nếu càng học càng tỏ ra ngạo mạn, càng học càng cảm thấy mình quá phi thường hơn người, thì người này tương lai càng học càng đọa lạc càng sâu, đi xuống dốc chẳng phải đi lên. Nếu đi lên thì càng đi càng tỏ ra khiêm tốn, càng đi càng cung kính. Đây là đạo lý nhất định. Phía dưới có một đoạn kinh văn rất dài, là Địa Tạng Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu các hiện tượng trong địa ngục. Từ trong danh hiệu của địa ngục thì có thể tưởng tượng được những địa ngục này đều có nghiệp nhân. Bài chú giải của Pháp Sư Thánh Nhất chú giải được thật đơn giản. Còn chú giải của người xưa, cư sĩ Lâm đời nhà Thanh, có một quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, giải rất tường tận, chẳng những đem quả báo nói hết ra, vả lại nghiệp nhân của mỗi một loại quả báo cũng biểu thị ra, đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Chính những giống như Bồ Tát chỗ nói, Bồ Tát tại chỗ này nói với chúng ta đó là lược thuyết, nếu nói kỹ thì nói chẳng hết, chỉ là tại trong địa ngục nói sơ lược mà thôi.